Ồ quý vị ơi, hồi trưa coi công đoạn mà cái cô kia cũng gỡ cái hình chồng bà qua. Đúng là trong cái cõi đời này sao mà nó nhiều cái loại bệnh, nhiều cái nghiệp chướng gì đâu mà ghê quá trời ghê à. Bởi vì con người chúng ta sống trong cuộc đời này, ngày hôm nay mình nên trân quý, mình nên siêng năng niệm Phật, ăn chay niệm Phật quý vị ơi. Con người bệnh đau là do cái nghiệp sát sanh mà ra không đó. Ồ ơi quý vị biết rằng đó, ông bị cái cường cổ, rồi nó lòi cường cổ ra, rồi nó hoại tử cường cổ mà ông vẫn sống bình thường luôn. Rồi bữa nay á, là nó nằm trong đó khoảng 50-60 con dòi, nó lúc nhúc chẳng á, ngay cường cổ ông cùng thịt thúi, rồi dòi nó bò tới bò lui lúc nhúc nằm ở trong đó đó. Mà quay lên dòi nó bò lúc nhúc ở trong thịt ổng á, mà ngay cường cổ luôn, nó lầy ra chứ mà ông vẫn sống. Nên hồi trưa nhà Đức giảng bài pháp, nó khuyên ổng cố gắng niệm Phật, như vậy không còn ham muốn gì nữa chứ, chỉ có muốn về cực lạc thôi. Ông xả thân này ông đến về cực lạc thôi, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh vô, thọ mạng hết được Phật hay là tiếp dẫn giảng sanh, phải không? Bây giờ mình ngồi đây mà mình được gì mừng lắm mấy vị ô. Nó thật sự mà nói, nhiều người mà thấy kinh lắm. Còn như Đức coi trên mạng mà có người kia bị cái bệnh đó quý vị, có nghĩa là họ như là một cục thịt vậy đó, cái bệnh gì ngộ kia như là một cục thịt vậy đó. Rồi mặt mày nó chảy xuống hết, nó liếp mắt liếp mũi là hết trơn luôn, còn cái miệng à, rồi lết đi xanh ăn. Kinh chưa? Có nghĩa là trong cõi đời này đa dạng nghiệp quý vị ơi, đầy đủ nghiệp hết trơn. Nó nên con người chúng ta mà được ngồi đây nghe pháp gì rồi mặt mày tươi rói, lục căn đầy đủ gì rồi, ôi mừng dữ lắm quý vị ơi. Mừng dữ lắm luôn. Nó bây giờ điển hình, ví dụ như bây giờ chú Hồng hồi xưa mà mấy vị biết rằng là bác sĩ khám chú là 2 tháng nữa mù. Những đức nói chú cứ niệm Phật đi, 2 tháng nữa mù có người lo, đừng có sợ, cứ niệm Phật, đừng bận tâm, đừng lo âu. Tới giờ có mù đâu, chú đâu có mù đâu. Nhưng mà cái nghiệp chú ngày xưa là chú xịt điện cá, chú xịt cá, điện ấy vì xịt. Cái chữ xịt sao cái miệng nó dành lên kỳ quá. Kỳ cục ghê, thấy không? Xịt điện cá mà vậy mà giờ chú bị rút chân, lâu lâu nó nổi cục u nặng lên gì, lâu lâu nó làm đau đớn. Cái chú thành tâm chú niệm Phật cái nó trở lại bình thường, cái lâu lâu nó đau đớn là những đức nói chú cứ vui trả nợ đi. Mà hồi lúc trước là bác sĩ nói là còn 2 tháng nữa mù, vậy mà chú niệm Phật tới giờ đâu có mù, suốt 4-5 năm rồi, thấy chưa? Thì thấy rõ ràng niệm Phật nhiều cảm ứng lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói, nên chúng ta sanh trong cái cuộc đời này, quý vị biết rằng là nhất là cái cõi nó giờ kiếp nạn nhiều dữ lắm, mà nhất là qua cái trận dịch bệnh bây giờ là cô hồn vất vơ vất vưởng chưa siêu đông lắm, đông đầy luôn. Nên bây giờ những đạo tràng mà tu như vậy là cái công đức hồi hướng cho người ta. Nên quý vị Phật tử mà về chùa mà tu hành đó, quý vị biết rằng là hồi hướng cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, thù thắng lắm quý vị ơi. Mà cái đạo tràng đông gì nè, đức chúng như biển cả mênh mông. Nên tại sao mà con nít nó vô đây tu mà nó tu chút vậy thôi mà mặt mày sáng sủa đẹp, mà nhiều đứa nhỏ nó muốn xin ở lại nghe quý vị, mà mẹ cha kêu về bây giờ phải đi học thêm. Những đức nói mấy đứa bé này mà nó ở nguyên 1 tháng hè là thù thắng lắm nè, tại vì đầu óc nó sáng lên, nó về nó học nó vượt trội luôn. Vì con người ta khi đầu óc nó sáng rồi thì tự nhiên con người ta mới tích tụ được nguồn năng lượng thì học nó mới giỏi. Còn mặt nó khờ, nó học chứ nó khờ chứ sao học giỏi đây, nhòi nhét mà không tiêu hóa được, thất bại. Đó, nên từ nơi đó mà những đức nói rằng mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo gì này quý lắm. Rồi tháng 6 lần này Diếu Quan Âm nè, lại 4 ngày 2 ngàn lại 17, 18, 19, 20. Nó, ngày 17 là bên chùa mới nguyên ngày, người ngày 18, 19 là Đại Tùng Lâm 2 ngày, rồi ngày 20 là ngày cuối cùng là ngày Chủ Nhật là ở bên Hộ Pháp ngày âm lịch, là 4 ngày tổ chức lễ Diếu Quan Âm. Đó. Những đức nghĩ là năm nay là đông dữ lắm nè, rất đông. Với những đức đặt 20 ngàn cái máy niệm Phật để mà tặng cho lễ Viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi đang đặt tượng Phật, bộ tượng Phật, Phật tử khắp nơi nơi về thỉnh tượng Phật. Quý vị coi trong cái cuộc đời con người mình mà mình làm được những việc này, ôi ôi chúng ô chúng, mình mừng thấy ghê, hiểu không?
Nhiều người ngoài đời mà người ta mà bây giờ là người ta chuẩn bị dẫn mấy con heo vô trong cái lò, người ta chuẩn bị đi giết heo sáng đâm đồ, hoặc gà đồ, cá đồ, con vịt đồ, người ta chuẩn bị, người ta cắt cổ chó đồ, người ta làm chuẩn bị. Bao nhiêu người giờ này nghề nghiệp ta đang chờ ta làm vậy đó. Còn quý vị đi ngoài đường thấy không, con bò, con thu, con que, con bò con nó quay, con bò con dê rồi nó quay, thấy không? Nhà ta làm những cái nghề vậy, quý vị thấy người ta đó, người ta không nghe đạo, cuối cùng người ta làm những cái nghề đó kiếm tiền. Mình rất là mừng giờ này mình được ngồi nghe pháp, mình mỗi ngày ăn chay niệm Phật, sống đơn giản bình dị mà cũng mập chứ có ốm đâu. Mình coi chùa mình ăn cái gì, ăn chay chứ ăn cái gì mà sao nó mập lù. Quý vị coi những đứa có ốm đâu, 75, 76 kg ốm gì, cái tướng thì lùn mà gì mà còn gì nữa. Tôi cũng phải dạng lùn đâu, đừng có xem thường. Chiều cao hạn chế, hiểu không? Nên từ nơi đó mà ăn chay không đó mà sức khỏe ngon lành, thấy chưa? Nên những đứa nói với các cụ già phải nhớ nè, phát tâm mình lo cho con cái xong hết rồi vô chùa ở tu đi. Đây là cái hạnh phúc của các cụ. Còn các người trẻ trẻ mà mình thấy cái duyên này, mình vô mình tu, mình phục vụ đại chúng, trời ơi đời mình ý nghĩa quá trời, ý nghĩa, ý nghĩa quá trời mà. Sao tu không? Nhìn mấy cô mình phơ phớ thấy chưa, vui vẻ cười gì mà sao. Bởi vì khi mà ta coi mấy cái buổi này thu hút cái lớp trẻ, người ta cũng thấy muốn đi tu, người ta có chỗ, người ta hướng về, người ta tu, phải không? Nên mình nghĩ bây giờ mình tu sau này Phật Di Đà đem đài sen xuống rước mình về Cực Lạc. Ồ, mình nghĩ tới đoạn này tới mình mê, đừng có nói, phải không? Mình mỗi ngày mình niệm Phật là tương lai Phật rước mình về Cực Lạc. Các cụ cũng vậy, trong đây là già trẻ bé lớn con nít gì cũng vậy, tương lai Phật rước về Cực Lạc hết, ai cũng về Cực Lạc hết chứ. Nhìn mặt là biết rồi, biết Phật nước rồi. Nên mấy bà đây là Phật nước hết, mấy sư cô, mấy thầy rồi Phật nước gì Cực Lạc hết chứ. Chừng nào thọ mạng đến Phật xuống nước gì Cực Lạc. Luôn luôn tin vậy mà niệm Phật đi. Rồi mình nghĩ cái chuyện mà tôi, mình cả đời mình sống ở cõi này hơn thua đấu đá, tranh giành sân si, hung bạo. Tương lai mà đầu trâu mặt ngựa đến thì ghê lắm chàng ơi. Mà đầu trâu mặt ngựa đến là trong cái ám ảnh, cái cảnh giới đó nó nằm ở trong a lại gia thức của mình. Khi nó đến là nó cảm giữa mình với đầu trâu mặt ngựa, nó cảm với nhau. Nên mấy đứa nít nhớ này nghe các con, các con mà nói dối nè, tham lam nè, hỗn ẩu với cha mẹ nè, bất kính với cha mẹ nè, đầu trâu mặt ngựa tìm các con đó. Nhớ với ăn uống đồ mà cái kiểu mà bỏ phí phạm đồ đó, là ở dưới đó có cái hầm chứa đồ ăn dư cho mình đó. Khi mình chết mình sẽ xuống đó, mình phải lỡ cái hầm thúi đó mình ăn, hốt ăn hết. Ví dụ như ăn ổ bánh mì mà ăn phân nửa, liền phân nửa là ở dưới nó chứa sẵn ở dưới á, chứ đâu có mắc đâu. Một hộp hộp cơm mà ăn mà rớt phải lụm lên ăn. Tại vì sao? Mình bỏ phí phạm của là mình nghèo, nên có người ăn nó phải đồ ăn đồ uống phải kính trọng thì có phước, nhớ nghe. Nên con người mình mà khi mình nghĩ cả đời mình vì vật chất danh lợi mà mình hơn thua đấu đá tranh giành, rồi mình mà khi cuối đời mà mình gần chết, quý vị coi giống như cái câu chuyện mà bên Trung Hoa đó, có ông quan này, ông làm quan, trời ơi ông làm quan mà cái lúc đó người ta, mấy đứa nít nghe này các con, người ta bị nạn đói, nhà vua cấp lương thực xuống, vàng đưa xuống để cho ông mua gạo để mà cứu đói cho dân. Vậy mà ông đành đòn. Bởi vì con người mà không nghe nhân quả nghe là dễ tạo nghiệp, cái này dữ lắm, ghê lắm, người ta đâu có biết. Vậy mà ông lấy vàng đó nghe quý vị, ông giấu đi, ông cắt vàng đó hết. Ví dụ như đưa xuống một cây vàng mà ông lấy hết 8 chỉ, ông chừa là có 2 chỉ ông đi cho, ông chia cho người có chút à. Cuối cùng người ta chết quá trời luôn, cái nạn đói người ta chết rớp, người chết không biết bao nhiêu mà nói. Mà vàng của ông lấy, ông chia ra 3 người nữa, là tổng cộng 4 người quan làm quan kết hợp lại để lấy của dân. Quý vị biết rằng là cuối cùng nghe quý vị, cái quả báo đó là ông đang nằm ngủ với vợ ông, tiền đem gì ông giàu lên, ông đang nằm ngủ với vợ ông nửa đêm tự nhiên ọc máu ra, máu ọc ra, mà trong cái cảnh giới ông đang nằm vậy đó, mà đầu trâu mặt ngựa sách rồi tối kéo sột sột mà nó đi nó làm nè, rầm rầm
rầm rầm. Rồi xong rồi tự nhiên ổng mở mắt ra, mà trong khi ổng đang ngủ, mà cái cảnh giới ổng thì mở mắt ra, thì đầu trâu mặt ngựa nói: mày đi theo ta, đi theo ta mà. Thì trong cái cảnh giới đó, ổng nói: không, tôi không theo, làm gì bắt tôi. Không theo cũng không được đâu, mày có biết tội của mày chưa? Tôi tội gì? Làm hoàng mà ăn hối lộ, đưa vàng bạc châu bao để cứu đổi cho vàng, mà mày dám lấy của cái đó để lo cho vợ con nghiền. Dân chết biết bao nhiêu mà nói. Đúng ra mày sống được 85 tuổi, nhưng bây giờ mới có 60 tuổi thôi. Vua Diêm Vương xài tao lên đây bắt mày về để hành ngộ. Ghê không? Xong lấy sợi dây đầu tối xiết vô họng ổng, kéo ổng đi. Thì cái lúc đó vì ổng đang ngủ với vợ ổng, tự nhiên ổng trợn trong rồi trắng con mắt lên, nó sặc. Xong cái tự nhiên máu áo máu miệng ổng chết tại chỗ luôn. Mà có phim đó mà. Rồi con ổng cũng chết với Bất Đắc Kỳ Tử luôn. Rồi vợ ổng thì hiền. Bắt đầu vợ ổng bắt đầu là đi cầu hồn đó, người ta cầu hồn về mới nói là ổng tạo tội nghiệp nó nặng quá. Rồi ba người mà chia của cho ba người kia là chưa chết nhưng nằm liệt giường liệt chiếu hết luôn. Và ba người đó đều nói câu rằng: bây giờ hối hận lắm rồi, khi ngày xưa lấy tiền đó để xài, nhưng cả đời đều thấy bất an. Thấy không? Ăn cái đồng tiền mà nó không đúng, nó là bất an nghe quý vị. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ, con ơi, các con nghe gì rồi, sau này các con á, có làm chức phận gì các con đừng có làm những chuyện không phải các con. Làm đúng nó tồn tại các con à, làm sai nó không có tồn tại đâu các con à. Đó là những câu chuyện để cho mình thấy rõ ràng luôn. Mà mình nghĩ cuối đời mình mà đầu trâu mặt ngựa đến tìm mình thấy ghê quá. Trời ơi, đầu trâu mặt ngựa bự dữ lắm, đi đến đâu thì đắt rầm rầm đến đó. Mà kéo đây là tối như nhà Đức nói chuyện quý vị nghe còn thấy ghê, mà chứ đầu trâu mặt ngựa nói thiệt. Nó kêu mình là ghê lắm. Thí dụ như cái người mình đi mà mình tu mà mình không đạt đi, thí dụ như những đức tinh hiền, nó bây giờ bắt đầu là những đức gần chết, nó kêu những đức là sao? Hiền ơi, hiền ơi, ai kêu tôi vậy? Ai kêu tôi à? Tao đây. Ông là ai? Ông là ai kêu hoài à? Để tôi ngủ. Tao là đầu châu. Thằng kia nói: tao là một người. Ghê không? Nó trong cái cảnh giới đó, người ta đến người ta kêu mình vậy đó. Mình nghĩ cái điều này đi. Trong lòng mình dám bắt hiếu với cha mẹ không? Mình dám giành giật của cải với anh em không? Mình dám nói lời giả dối không? Mình dám ăn trộm cắp của người ta không? Vì cái tâm nghiệp này nó sẽ sanh vào cái cảnh giới khổ đau. Mình nghĩ bây giờ mình niệm Phật mà tương lai Phật rước mình về Cực Lạc, quý vị thấy an lạc cỡ nào? Mà mình nghĩ tương lai đầu trâu mặt ngựa đến giải quyết mình, quý vị nghĩ khổ cỡ nào chứ? Nên con người sống mỗi ngày phải niệm Phật, phải nhớ Tây Phương Cực Lạc, phải thường vui. Vì cái cảnh vui, cái nhân vui thì quả vui. Con người mà mỗi ngày âu sầu là cái quả báo khổ đau đó. Nên cái người mà đi đâu cũng trời ơi khổ quá trời là khổ luôn. Mấy chục năm nay làm ăn mà không có được dư giả chút nào hết trơn. Gia đình thấy làm việc có đó mà mắt đó không có thấy cắt bạc nào hết trơn. Vừa buôn bán lời có chút đỉnh nè, vừa đem tiền về mừng hí ha hí hởm.
vừa bước vô nhà có bữa sau đứa bé con của mình xe cán nó gãy cái chân, cuối cùng tiền bạc xài hết trơn. Bởi vì tôi nói cái số tôi là cái số thứ gì đâu. Còn cái nhà kế bên gì đó nó làm bao nhiêu chuyện sai quấy mà sao nhà nó cứ dư giả hoài. Còn cái nhà tôi gì đâu mà làm gì đâu mà quanh năm suốt tháng. Tôi tạo nghiệp gì mà nhà cứ nghèo mãi như vậy không biết. Thấy không? Thấy không? Con người ta là thường than trách phận mấy vị. Còn mình bây giờ là có cơm ăn áo bằng, mình tu, mình phục vụ chúng sanh, mừng cỡ nào chưa? Nếu mình dính vô một gia đình, mấy vị thấy mình than không? Quá trời than luôn, vì gia đình là một cá nhân. Nên cái cá nhân nó không có thể nào bằng đoàn thể. Mình ở trong đoàn thể phước báo nó lớn, còn cá nhân nó nhỏ quá. Nên ở ngoài đời vì sao hai vợ chồng một đứa con mà té tua? Vậy mà có những người tu nghe quý vị, niệm Phật mà cứ lo mắc cái nhà à, cứ lo mắc cái nhà hoài. Mà sợ mắc cái nhà làm sao gì cực lạc. Quý vị phải nhớ rằng trong cái cuộc đời này, cái nhân cái quả nó rõ ràng hết trơn rồi. Con cháu mình sao nó rõ ràng hết trơn rồi. Mình là người niệm Phật, mình tin nhân quả đi quý vị. Mình tin nhân quả đi quý vị. Ở đây tu hành cứ yên tu. Các cô trẻ, các chú trẻ, các thầy trẻ, các sư cô trẻ, cứ lo ở tu đây cho đàng hoàng để có sức khỏe. Nhờ có sức khỏe mà chúng ta tươi trẻ. Nhờ tươi trẻ mà chúng ta có thể giúp được nhiều người khỏe, nhiều người bệnh. Hiểu chưa? Từ nơi đó mà con người mình á, yên tâm mà lo tu đi. Phật sắp xếp sẵn hết trơn rồi. Chứ mình đừng có ở đây tu, mình lo chuyện gì, chuyện nọ, chuyện kia tùm lum. Đừng có bận tâm chỗ đó, cứ lo mà tu. Mình là phàm phu đấy mà mình còn gì bao nhiêu con người mình làm đấy. Không lẽ Phật Bồ Tát bỏ người thân mình sao sợ? Vì người thân mình chưa đủ duyên tu, mình đừng có phan duyên. Chúng ta hãy lo việc trong tam bảo cho đàng hoàng, cho tốt. Sống những ngày tháng cho đặc biệt. Lâu lâu người thân vô gặp mình một cái là tự nhiên ta muốn tu. Giống như mẹ Liên Nhẫn vô gặp Liên Nhẫn mà bà muốn gì, bà tu tiếp tục, bà thấy bà bây giờ tu không bằng Liên Nhẫn. Liên Nhẫn bây giờ công phu cũng không phải đơn giản. Nó nấu ăn mà một tay thì nó đứng nó xào, một tay nó bấm số. Hỏi Liên Nhẫn mỗi ngày bấm nhiêu là 20. Bấm quá trời bấm luôn. Có khi mà nó đụng mình cái rầm không hay. Hỏi vì sao mà đi mà đụng cái rầm không hay là gì? Quá nhiếp tâm niệm Phật. Buổi sáng nấu ăn như vậy đó mà cố gắng tranh thủ lên lại Phật một chút mới xuống nấu nữa. Cái sự cố gắng đó, tự nhiên bây giờ bà mẹ bà lên bà thấy một cái, bà nói bà về bà phải tinh tấn hơn nữa. Từ khi mà siêng năng niệm Phật tới bây giờ là lên ký mập quá trời, bữa nay 81 ký. Nên ăn được ngủ được nó vui vẻ nó mới lên ký, đúng không? Đó, nên cả chúng trong chùa mình ai cũng vậy, phải thường cười nghe chưa, thường vui. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mấy con ư, đúng không? Nhớ nghe, người thường vui nghe, duyên tăng, phước tăng, tuổi thọ tăng. Người thường buồn nghe, duyên mắc, phước mắc, chết yểu. Người thường vui, duyên tăng, phước tăng, tuổi thọ tăng, chết đi về cực lạc. Người thường buồn trách móc, duyên mắc, phước mắc, tuổi thọ ngắn, chết đi đọa tam đồ. Hoàn toàn thiệt thòi hết luôn. Vì chọn đi, ai mà dạy gì chọn đỏ tam độ, đúng không? Nên con người mình là người niệm Phật phải thường vui. Đó, quý vị nhìn qua quý thầy đi, quay máy quay liền, thấy không? Đó, thầy thấy không? Nhìn các thầy thật là cao ráo. Đại chúng thấy quý thầy trong chùa mình hảo tướng quý vị. Mà quý Phật tử thấy chùa mình toàn thể đại chúng thấy đẹp không quý vị? Nhờ vui mà ra, phải không?
sống thường vui được lợi ích gì? Lợi ích quá lớn nhắc nãy giờ đó, nó đầy đủ hết trơn rồi còn gì, hiểu không? Đó, nên mình là người niệm Phật nghe, chuyện đâu còn có đó. Bản thân sống mỗi ngày đặc biệt, cả đời mình phải quyết tâm tu. Nhớ, ở một nơi tu hành lợi ích rất là lớn, ở một nơi tu hành lợi ích rất là lớn. Gặp được tịnh độ, nghe được pháp môn niệm Phật, cứ âm thầm nhất tin một nơi mà tu, cứ lo niệm có Phật hiệu lợi ích cực kỳ lớn. 10 năm nay nhà Đức xuống đây làm gì? Niệm Phật. Niệm Phật chứ làm gì? Đó. Niệm Phật có duyên có phước, đầy đủ cuộc sống, nhưng thấy chưa? Câu Phật hiệu thôi. Phát nguyện cả đời tu hành không bỏ đạo, chết cũng không bỏ đạo, gặp sự cố gì cũng không bỏ đạo chứ. Thấy không? Phải nhớ nghe cái tâm đó, phát nguyện cho nó mạnh. Mình còn ở trong đạo mình mới cứu được người thân mình. Cứu mình, cứu người thân mình. Mình bỏ đạo mất tất cả. Bỏ đạo không có làm được một cái gì trong cuộc đời này hết trơn á nghe. Ôi ôi, bỏ cái môn niệm Phật này là tiêu, không được một lợi ích gì cả nghe, nhớ đó. À, nên dù cho gặp sự khó khăn gì, quyết tâm tu vượt qua, quyết tâm tu vượt qua. Gặp khó khăn cỡ nào cũng quyết tâm tu vượt qua. Ta đè đầu cỡ cổ mình phát tâm tu vượt qua. Đời người mấy chục năm, đúng không? Ở ngoài đâu sợ. Nó cứ nghĩ tương lai Phật rước mình về cực lạc. Cứ nghĩ vậy đi là tự nhiên cái gì cũng nhịn được chứ. Phải nhịn mới về cực lạc. Nhẫn nhịn mới về cực lạc được. Cứ nhẫn nhịn ngay câu Phật hiệu này nè. Đừng có thêm gì chứ, câu Phật hiệu này nè. Câu Nam Mô Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật này cứ niệm đi. Cứ chân thật mà niệm đi, đừng có thêm gì nữa chứ. Cứ chân thật một câu Phật hiệu đó mà niệm. Cả đời mà áp dụng ở đâu tu ở đó. Nhiệt liệt ở đó, Phật tử ở ngoài nhiệt tình niệm Phật đi, lợi ích lớn dữ lắm. Cái đặc biệt là mỗi ngày vui vẻ, có phương hướng đi về tuyệt vời, nó hay quá trời luôn. Nên từ nơi đó mà các cụ trong chùa thấy không, cứ niệm Phật đi các cụ. Các cụ cứ tin 100% cuối cuộc đời Phật đưa các cụ, các cụ cứ tin vậy đi. À, đừng có lo gì hết trơn á. Các cụ mà về cực lạc rồi một cái nha, các cụ mà về cực lạc một cái là các cụ có đủ năng lực để giúp con cháu hết. Tạm thời xa con cháu, cứu con cháu đời đời. Đừng có dội vàng, mình chưa về cực lạc, đừng có dội vàng các cụ. Đừng có chạy tầm bậy. Con cái mà nó vô nó kêu về không? Không. Đừng kêu tao về, mày về đi. Không, các cụ nhớ nghe tè. Đừng có bao giờ chuyện gì trong đây, cái gì chứ mà buồn mà con cái lại kêu về đi về. Dạy, đi về là bỏ mạng. Ở đây cũng bỏ mạng mà vì cực lạc. Còn đi về nhà con nó đâu có lo được như ở đây đâu các cụ. Tuyệt đối phải kiên nhẫn. Mà ở đây được gì nhẫn cái gì? Thôi mỗi ngày được tu, có người nấu ăn sẵn hết trơn, lo lắng đàng hoàng, không cần bận tâm các cụ. Mình ở nhà mình già, mình còn khỏe khi mình còn giữ cháu nữa. Thôi mình vô đây gì là yên lắm các cụ ơi. Tâm quyết phải cho mạnh. Nó cái người trong chùa, người nào cũng phải tâm quyết cho mạnh. Dù bỏ mạng không bỏ đạo, phát cái nguyện đó đó. Hiểu chưa? Phát cái nguyện đó đó thì mới tu được. Nó quyết chí, nó các cô gì cùng đồng hành nhân đức. Nhân đức đi trước, các cô đi sau. Chạy theo. Sợ gì? Nó từ nơi đó chúng ta cứ như vậy mà giúp chúng sanh. Ý nghĩa quá trời, còn gì các cô. Nó nhân đức nó phim ảnh này sau này để lại, lịch sử sẽ ghi tên các cô lại. Những con người mà cùng đồng hành nuôi người già, nhiệt tình hết mình lên. Nó mỗi ngày sống vui vẻ với cái ý nghĩa của cuộc đời mình. Trời ơi, con người mà sống được ý nghĩa là vui nhất trong cuộc đời mình. Lý tưởng mà, sống lý tưởng, đúng không? Đây là có lý tưởng nghe. Thật sự mà nói, mình có chồng có khi mình không có lý tưởng gì đâu. Không có lý tưởng gì đâu, thật sự luôn á. Mình sống như vậy mà có lý tưởng nè. Những đức mà có vợ đố mà nói lý tưởng này. Đâu có lý tưởng này. Nhờ đi tu mới có lý tưởng. Thấy không? Bây giờ mấy cô từng có gia đình rồi mà vô đây tu giờ còn có lý tưởng nữa. Nếu mà tiếp tục như cô Liên Minh đâu mà còn ngoài đời làm gì có lý tưởng. Có ngày bơ bơ lý tưởng gì. Còn bà thoát này tưởng gì. Không có đâu. Bà xanh này không có đâu. Bà nhật. Thấy chưa? Bây giờ bà lo cho mấy trăm con cháu người ta, bà thấy lý tưởng không? Ý nghĩa cuộc đời quá trời luôn. Nên quý vị phải nhớ, mình gặp Phật Pháp là quý lắm. Nên Phật nói
được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp, gặp tịnh độ càng khó, gặp người nhắc nhở càng khó. Bây giờ được hết rồi, mừng quá rồi. Nó phải trân quý lên quý vị. Nó hàng Phật tử ngoài đời gì nắm chắc câu Phật hiệu nghe, không có buông nghe, buông câu Phật hiệu là chết. Đó là nắm chắc câu Phật hiệu, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, xe đụng cái rầm A Di Đà Phật. Chứ sao? Đúng không? Chồng tát cái bóp A Di Đà Phật. Bóp A Di Đà Phật. Bóp A Di Đà Phật. Chồng bỏ đi mất tiêu luôn. Thấy sợ quá. Trời trời. Tin Phật thích ghê. Tát cái lần A Di Đà Phật, tát cái A Di Đà Phật, tát cái A Di Đà Phật bỏ đi luôn. Xong đi về nấu cơm nước bình thường dọn cho chồng luôn. Chồng sợ quá trời sợ. Người gì mà ghê vậy trời. Hỏi bà sao mà bà được cái năng lực này ghê gớm. Nói gì tôi biết cuộc đời vô thường, sớm muộn gì cũng chết hết trơn à. Nên tôi bây giờ ông hành hạ tôi sao tôi cũng niệm Phật, vì tôi muốn gì cực lạc ông ơi. Chúng ta thường sống mà ít bao giờ buồn giận ai để trong tâm. Thường vui, thường có nụ cười. Một là khi chúng ta bệnh đau, nhờ cái tâm đó nó cũng hết nữa. Nhớ, có người mà thường vui, bệnh đau nó tự hết chưa. Mà bệnh nặng nó trở thành nhẹ. Mà thí dụ như người đó, mình nhìn thấy bệnh họ nặng dữ lắm, họ bị cái này kia nặng dữ lắm, mà ngộ họ không có đau. Cái người mà niệm Phật mà tính tình vui vẻ hoan hỷ á, là họ không có đau đớn như cái người mà săn hẳn khó chịu, dù cũng là một căn bệnh đó đó. Nhưng mà cái người mà niệm Phật mà vui vẻ hoan hỷ, họ không có đau khổ như cái người mà săn hẳn. Này là 100%. Thêm cái nữa là người mà thường vui vẻ đó là sức khỏe mình nó sẽ tốt lắm, rồi duyên của mình nó tăng, phước của mình theo đó cũng tăng lên. Và cái vô cùng quan trọng mà ai cũng thích đó là tuổi thọ kéo dài. Nhớ, người mà thường vui là tuổi thọ kéo dài. Giống như một cái cây mà nó tốt thì nó sống lâu, còn khi cái cây mà nó bệnh hoạn hoài, nó lớn không nổi, nó héo hon thì nó chết chứ làm sao. Nên cái người mà thường buồn á là họ sẽ tổn rất nhiều thứ. Nên người tu mình nghe những đoạn này, mình rất là mừng khi mình được nghe những đoạn này nè. Thí dụ như cái người buồn đi, thì một là họ sẽ thường bệnh, mà cái bệnh nguy hiểm nhất của họ bị dính phải đó là bệnh buồn. Buồn xong rồi nó mới nhiều bệnh xảy ra, nhức đầu, rồi ngủ không được. Thường buồn là vậy nghe, nhức đầu, căng thẳng xong ngủ không được, rồi họ sẽ ăn không ngon đó. Nó triệu chứng của người buồn là ăn không ngon, ngủ không yên. Người mà vậy là nó héo hon à, rồi nó tiêu đi cái duyên, nó mắc đi cái phước. Mà duyên phước nó tiêu thì chết yểu chứ làm sao. Mà đa phần những người này chết là những người đi đọa không. Tại duyên cũng mắc, phước cũng mắc, thì không có nói tới có đức nữa. Thì duyên phước mà hết thì giống như cái cây mà khô mủ. Cái cây mà nó khô mủ là nó chết liền à. Cái cây mà nó tươi là mủ nó đầy đủ. Giống như mình mà khô máu, khô máu chết liền gì đâu. Máu mà đầy đủ là nó khỏe, mặt mày hồng hào. Mà máu nó đầy đủ giống như ngoài đời người ta nói mà, mỗi tuần thứ bảy mà người ta lãnh lương, người ta nói máu chảy về tim. Mà đó chỉ là tiền thôi nghe. Còn nếu như mà con người mình mà máu huyết lưu thông đầy đủ là con người sắc diện nó đẹp, nó hồng hào. Còn con người mà khi mà máu thiếu, thì thấy người thiếu máu không? Xanh xao vàng giọt đúng không? Chùa mình có cô liên quan, cô bị bệnh thiếu máu.
Nên những đức mới đặt cổ là liên quan, để cổ thường quan hỷ, để máu nó tăng lên. Nhưng mà bây giờ máu cũng được chút đỉnh nè, cũng hồng hào. Nên những đức nói rằng con người mà thường buồn là người sẽ bị thiếu máu. Mà thiếu máu trầm trọng nhất là thiếu máu não. Người mà thiếu máu não là con người nó sẽ bị căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên, thì nó tiều tị héo hon, xấu xí, rồi làn da khô, nhăn lại à, người sẽ thấy nó khó chịu lắm. Giống như là nó gờ vô da mình, nó xào sạc vậy đó. Thì nó khó chịu cỡ nào biết chưa. Còn khi con người mà ăn ngon ngủ yên, thường vui, thì máu nó đầy đủ, rồi nhìn sắc diện nó tốt nên duyên nó dày. Mà duyên nó dày thì phước nó tăng. Mà duyên phước mà nó tăng thì tuổi thọ nó kéo dài. Quý vị thấy nó lợi ích lớn không? Đó, nên phân tách ra rõ ràng cái việc cái vui lợi ích và cái buồn tác hại. Nên con người mình nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, mình thường vui. Nên mình nhìn xuống chúng của mình, cái sắc diện quay phim thấy ai cũng đẹp, tư rối à. À, cái mặt mình cứ cười cười xuống à. Nó không có cười nhiều mà nó cũng là miếm miếm. Ví dụ như máy quay nó quay xuống mặt mình mà vui á, mình khỏi cần cười. Người mà vui khỏi cần cười, nhìn mặt cũng vui nữa. Mà người mà buồn á, có cười nhìn cũng thê thảm. Nên cái người mà buồn khổ họ cười gọi là lỡ khóc lỡ cười. Còn cái người mà vui thường vui nội tâm á, là cái gương mặt của họ nó cứ như vậy nè. Mình nhìn gì họ cũng tươi nữa. Mình cứ nhìn vậy thấy nó họ cũng vui nữa. Tại sao phải không? Mặt của họ tươi, mắt của họ long lanh. Khi con người mà nó an lạc là cái gương mặt mình nó tươi, con mắt mình long lanh. Còn con người mà buồn á, họ cười gạo gượng á, là lỡ khóc lỡ cười là mắt họ thường cứ người buồn là mắt. Khi họ cười á, thì cười gì nè. Đó, lỡ khóc lỡ cười đó chứ. Còn con người mà người ta vui tự nhiên là người ta sẽ cười hoàn toàn phát lên luôn. Hoàn toàn nó phát nó cười lên. Mà cái nụ cười của cái người mà vui đó, mỗi lần họ cười lên cái đó là nó làm cho nhiều người cũng hoan hỷ. Nên từ nữa đó mà duyên phước của họ tăng lên nhiều dữ lắm. Nên mình sống trong cõi đời này, cái việc quan trọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta là mỗi ngày chúng ta phải sống làm sao cho nó vui vẻ an lạc. Quý vị biết rằng là sự quan trọng lớn nhất của đời người đó là phải sống có niềm vui. Nếu như con người mà sống mỗi ngày cứ là lo đầu này lo đầu nọ, sợ đầu này sợ đầu kia, lo được lo mắc á, rồi mình thường buồn giận hận trách, thì con người này chắc chắn quý vị sẽ không có vui đâu. Buồn giận hận trách thì sao mà vui? Không vừa lòng không vừa ý người này người kia thì sao mà vui? Nên mình là người học Phật á, mình đã được cái hoàn cảnh mình sống gì, mình nên sống làm sao cho nó ý nghĩa của cuộc đời mình. Dù mình không có giàu nhưng mà mình sống những ngày tháng nó rất là vui, nó rất là tự tại. Nên ai gặp mình cái tự nhiên người ta cũng muốn tu. Còn nếu như nhìn mình mà héo hon ai thì tu. Thí dụ như bây giờ đi, Phật tử vào đây tu một tuần hai tuần, mình ở đây mình về nhà mình cái tự nhiên người ta thấy mình cái người ta muốn tu. Tại vì mình tu một tuần hai tuần về thấy mình sáng sủa mập mạp thì người ta muốn tu. Còn mình tu ở đây hai tuần mà mình về mình đi như là bãi chẳng, xách giỏ đi về không nổi, lết, tóc tai thì bèo nhèo. Bởi vì những đức nói cái chuyện mà tu ngày tu đêm nhìn thấy ghê lắm. Hồi xưa những đức có sắp xếp cái chương trình nhập thất á, mà tu dữ lắm, với tu mà kiểu mà tu nguyên một đêm á, sáng nhìn bà nào bà nấy thấy ghê, mắt chớp không có được. Còn khi mà múc cơm ăn là vì nhìn kiểu đó vì muốn tu không? Nhìn họ là mình không muốn tu. Nên những đức kinh nghiệm lắm, chưa chắc tu nhiều mà hay, cũng chưa chắc tu ít
mà dở. Có những người cả đời người ta làm quá trời mà người ta có được gì đâu. Nhưng có những người, người ta lâu lâu người ta làm một việc gì là người ta thành công. Lâu lâu người ta làm cái gì nghĩa là thành công. Nên có những người họ siêng tu lắm nhưng họ không biết cách. Giống như là ép tu, tu mà giống như ép xác. Con người sống mà khỏe là ngay chỗ này nè, giờ ăn, giờ ngủ, giờ tu, nó phải có quy tắc. Cơ thể mình nó nuôi dưỡng từ thức ăn, ngủ và an lạc. Mà ăn ngủ được á, nó giúp cho con người mình nó phấn chấn như lắm. Vì để ý lúc nào bởi vì ăn không được, ngủ không được thì có phải nó thiếu thốn không? Con người nó lờ đờ, mà lờ đờ sao tu vô? Lờ đờ tu mới vô. Nên khi mình ăn được, ngủ được là mình tu nó mới vô. À, nó ngộ vậy đó. Nên cái nói mà mình nói tu mà kiểu mà tu cả đêm, tu ngược thời gian, có nghĩa là giờ dắt tu ngược là hết. Nên quý vị biết rằng cái người mà hộ niệm lâu lâu hộ niệm lần thì được. Nhưng mà nói mà hộ niệm suốt luôn mà kiểu mà nó ngược thời gian á, ngược thời gian á, quý vị nhìn về cho tâm tư người đó tu không bình thường. Nó không có bình thường. Vì nó không có theo đi quy tắc sống. Nó không có theo quy tắc sống tự nhiên. Còn chùa mình vì sao ai cũng khỏe, ai cũng sáng, là cái quy tắc sống của mình nó rất tự nhiên. Nên những đức không có bao giờ mà những đức tổ chức khóa tu một đêm, tại những đức kinh nghiệm mà. Hồi đó có một lần ngay lễ với Di Đà, những đức tổ chức lễ Phật nguyên đêm và thuyết pháp nguyên đêm luôn, là từ 6 giờ chiều cho tới 4 giờ sáng. Những đức cứ lễ Phật tiếng rưỡi thuyết pháp một chút, lễ Phật tiếng rưỡi thuyết pháp một lúc một chút, vậy mà làm cho tới 4 giờ sáng. Xong tới sáng đầu tiên á, buổi chiều được khoảng 2.000 người, tới 10 giờ rưỡi còn 500. Tới sáng còn 250. Tu xong 4 giờ những đức đi xuống, đi về phòng, mà đi nghiêng qua nghiêng lại. Xong về tới phòng nằm cái ạch. Rồi mở mắt ra 10 giờ là vừa về phòng nằm xuống cái nhắm mắt. Mở mắt ra 10 giờ thức dậy, người nó mệt mỏi, nó lờ đờ, chịu 2 ngày mà nó không lấy sức lại được. Từ đó về sau những đức kinh nghiệm đó, nó không được rồi. Tu sao mà cũng giống như ăn vậy đó. Thà ăn lai rai mà ăn hoài, chứ đừng có ăn cố sức. Ăn cố sức nó bị đau bao tử. Nên mình ăn vừa vừa giống như mình tu vậy đó. Cứ theo quy tắc thời gian của mình lập ra. Nên chùa mình quý vị thấy chưa, sáng thức dậy lúc 3 giờ rưỡi, chúng ta vô thời khóa tu 5 giờ. Tới 5 giờ xong, 5 giờ xong rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta được ăn cơm. Thấy không? Mình ăn cơm 6 giờ nó thời gian nó còn tiếng, nó thoải mái á. Nó chỉ ăn ngon. À, ăn xong cái nhà đức nói chuyện chút cừ một chập buổi sáng. Xong cái thao tác. Cái việc này việc kia tới 8 giờ rưỡi mới tu thờ. Từ 8 giờ rưỡi tới 10 giờ xong thờ. Xuống ăn cơm cho tới 11 giờ đi. 11 giờ rồi dọn dẹp này kia cho tới 11 giờ rưỡi đi, xong hết chưa? Ngủ tới bao nhiêu? 1 rưỡi. Ngủ tới 1 rưỡi. Rồi 1 giờ rưỡi tu cho tới 3 giờ. 3 giờ xong chúng ta khoảng 3 giờ 30 ăn cơm. 3 giờ 30 ăn cơm, ăn cơm xong rồi bắt đầu là chúng ta dọn dẹp này kia xong nghỉ ngơi. Rồi 6 giờ 30 chúng ta mới tu nữa. Từ 6 giờ 30 chúng ta tu tới 8 giờ. 8 giờ nghỉ. Nên cái thời gian tu, ăn, uống, ngủ, nghỉ nó rất là đều đặn luôn. Nên cái người đi vô chùa mình tu, tại sao ai cũng mập mạp chứ? Tại vì tu được, nghỉ được, ngủ được, ăn được, chơi được, vòng vòng chùa được. Nó không có cái gì mà nó làm cho quý vị phải lập chụp chứ.
Nên mình sắp xếp làm sao cho người ta tu, đừng có cho người ta lụp chụp. Vì người ta lụp chụp là anh sẽ loạn tâm. Quý vị coi con người mình mà thường mà mình hối hả đó, mình hối hả là tế bào mình nó bị quấn loạn. Nhớ. Khi mình hối hả là tế bào mình nó bị chấn động, nên nó bị những cơ quan làm việc trong cơ thể nó bị lộn. Quý vị coi con người mà có khi mình hối hả, mình hết hồn cái gì đó là mình cầm cái nón mà mình hỏi nón đâu mất tiêu rồi, nón đâu rồi, mày hỏi cầm trong tay. Khi nón đội trên đầu mình hỏi nón đâu rồi, chứ hỏi cái nón trên đầu kia. Thấy chưa? Là khi con người nó hối hả, hấp tấp là mình đầu óc mình nó sẽ bị quên đi. Thì con người vậy nó tất cả tế bào chúng ta sẽ bị lộn lại, tất cả cơ quan làm việc nó sẽ bị thay đổi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà con người tu hành đừng có làm cho ta hối hả, đừng có làm cho ta lụp chụp, mà hãy để thời gian tính làm sao cho người ta tu có giờ, có giấc, có ăn, có ngủ, có nghỉ. Thì người ta tu hoài luôn, người ta không có chán. Mà tu vậy nó nhìn người ta đẹp lắm, nhìn người ta sáng sủa. Mà nhìn người đó vậy thì người khác ta muốn tu. Nên cái đạo tràng mình người ta vô người ta nhìn mấy bà già mà người ta còn mê. Có một lần mà ông Mỹ, ông vô chùa mình, ông tham quan. Xong mà ông thấy bà già chùa mình 75 tuổi, mà ông tưởng đâu con gái. Ông rồi rước bà đó đi qua bên Mỹ. Nói tờ ô Mỹ, ô Mỹ, bà già này 75 tuổi rồi. Mà ông nói được vài tiếng Việt. Ông nói gì ha, 75 tuổi ha, tưởng đâu 35 chứ ạ. Vì coi á, nghĩa là con người tu mà nó sáng sủa, nó an lạc, rồi sức sống tràn đầy. Người tu như vậy người ta nhìn ta muốn tu. Tu sao mà sức sống nó tràn đầy mới giảng sanh. Còn tu giết mà mất sức sống luôn. Tu giết mà gì nè, nói làm gì dữ. Cả đêm niệm Phật, phải quyết chí giảng sanh. Giảng sanh nó được, giảng sanh. Vậy mà giảng sanh cái gì, đúng không? Mình tu sao mà mình thấy sức sống nó tràn đầy. Cái cuộc đời của người này, người ta mua bao nhiêu loại thuốc, ta dùng bao nhiêu cách để là người ta có sức sống, người ta có một cái năng lượng sống. Còn mình tu giết mà mất sức sống, hỏi mình là mình nói buông xả. Buông xả cái đó ai mà dám xả, ai dám tu. Nó có mà, những đức đi tu mười mấy năm nay, những đức đã nhìn có nhiều đạo tràng mà sắp xếp cho người ta tu. Tu giết mà mất sức sống luôn, tu giết mà khờ luôn, tu giết mà bơ hết luôn. Một ngày một đêm tu xong đi với bại chặn vậy đó, cháo mà húp không, húp cháo không, quý vị biết rồi đó. Rồi về nằm mấy ngày, một ngày một đêm tu mà nghỉ mấy ngày, mặt mày bơ phờ hết trơn. Thà đừng có tu như vậy, thà cho người ta tu ít mà ta tu hoài. Giống như ăn cơm ngày nào cũng ăn, chứ không quý vị có khi nào mà ăn một ngày mà nghỉ 5 ngày không? Không có. Ăn kiểu đó là không có đúng ăn. Nên tu cũng vậy, ngày nào cũng tu, niệm Phật ngày nào cũng niệm. Nên cái giờ giấc tu làm sao phân ra, đây là cái vị chủ trì phải góc độ phải sâu, phải áp dụng là chính mình phải đi vào chỗ đó, rồi mình thấy ra cái sự việc sắp cho người ta làm sao. Nên quý vị nhớ, cái người mà đứng đầu nó quan trọng. Mình phải sâu sắc, sát nút luôn, sát luôn, để mình coi người ta tu làm sao, mình đưa ra cái thờ khóa. Quý vị biết rằng như chùa mình giờ mà những đức tính ra cái chuyện mà cái thờ khóa tu các cụ mà mỗi thời những đức cài 5 phút vô, đúng là đặc sắc chứ. Cái cách này nó hay gì đâu. Cái hổm giờ Phật tử cứ xin cái file đó hoài, tại vì nó không có thêm miếng nào, chứ mà nó cắt bớt cái đó ra, bỏ 5 phút vô. Sáng nào cũng phấn trắng lên vậy mà họ ngồi thôi, phấn trắng lên liên đình nó ngồi mà kêu phấn trắng lên, mà nó đang ngồi gì kêu phấn trắng lên, phấn trắng lên gì mà nó lên được chút nó ghê không. Mình tính ra tới cái mức vậy luôn, tại mình sợ chúng chùa mình tu giết rồi cái tự nhiên mình tu cho hết thờ, nên mình lấy 5 phút mình kèm vô, mình nhắc các cụ là các cụ ơi, mình tu mục tiêu là giải thoát chứ không phải là tu hết thờ nghe các cụ. Nó mỗi một cái thờ tu nó có một cái cách nói mà 5 phút à,
quý vị thấy nó quan trọng ghê chưa? Nó rất là quan trọng luôn. Mà năm nay những đức nói nè, những đức tính cho các giáo lớp đạo làm con, các con thấy nó hay còn hơn cái gì. Ở cái thời tu các giáo mà những đức kẹp 10 phút vô hả? 10 phút phải không? Có 10 phút thôi. Vậy đó mà các giáo nghe bây giờ nó ấn tượng hết trơn luôn. Nó ba công đoạn nói thật, không tham lam của người ta, lễ phép, có một 10 phút thôi. Vậy đó mà bây giờ thờ tu nào của nó, ba thờ tu là nó đều nghe được 10 phút. Nó nghe bây giờ một tuần là nó nghe quý vị coi được bao nhiêu cái 10 phút đó. Nó nhớ luôn vậy đó, quý vị thấy hay không? Mà hai bên chùa các cháu được nghe gì hết trơn. Mấy thầy phải lấy cái tư tưởng nó giảng ra đúng vậy luôn. Nên bây giờ nó thành một khung luôn, nó không bị lạc. Nó thấy hay không? Phải sát chúng, phải sát chúng, rồi gặn gũi chúng mới áp dụng được và lo lắng cho người ta. Nên con người tu mình là phải cần như thế nào, sức sống của người mình nó phải cần hừng hực lên, con người sức sống người tu nó phải cần nhược quyết lên. Có nghĩa là quý vị biết rằng người mà có nhược quyết khi mình bệnh, nhưng mà con người mình nó không có đến nỗi mà quý vị mà yếu ớt. Còn con người mình mà khi mà mình không có một cái sức sống mãnh liệt đó, khi bị vừa bệnh một cái là quý vị rên à. Quý vị thấy người ngoài đời không, người ta bệnh người ta ưa ơi. Mấy ngày nay nhức đầu qua rồi, chân sống không nổi qua, cháo hấp cũng không vô luôn rồi, nước đổ vô nhiều chảy ra hết rồi, ơi mệt quá. Thấy chưa? Nó ở ngoài đời bệnh là ưa rên. Quý vị coi trong chùa có bà già nào bệnh mà rên không? Vì nuôi cái dưỡng cái sức sống. Nên những đức nói cả người trong chùa này ai cũng phải cái sức sống mạnh liệt lên. Sức sống mới mạnh liệt lên. Mỗi ngày mình đâu có bận tâm lo tiền bạc cơm ăn áo bận, mình chỉ làm việc cho Tam Bảo là tích tụ nguồn năng lượng. Con người mà không bận tâm, không nặng nề, không phiền não, không lo âu là con người này dù có làm việc nhiều đi chăng nữa nhưng tích tụ nguồn năng lượng được 95%. Quý vị nhớ này, làm việc nó hao năng lượng chỉ có 5% mà. Nhưng mà con người mà hao năng lượng nhiều là do vọng tưởng. Cứ ăn không ngon, ngủ không yên, lo những chuyện chưa đến, nghĩ những việc đã qua, tùm lum chuyện để lo. Lo đó nó hao 95%. Mà con người khi hao năng lượng 95%, như đèn này mà nó hao 95% điện, nó còn có 5 phần, vì làm sao đèn này phát nổi. Đèn của là người ta, thí dụ như bây giờ sức điện của nó là thí dụ như là 50 ampere, mà bây giờ nó hao sạch nhách hết trơn rồi, bây giờ làm sao mà điện nó phát nổi, làm sao mà đèn nó sáng. Con người mình á là sáng được là nhờ cái gì? Năng lượng nó phải đầy, năng lượng nó phải nhiều. Mà con người năng lượng nhiều là con người nó tươi à, nó nhìn xuống chúng mình á, mình chỉ cái cừ à, chỉ mặt cái cừ, chỉ cái cừ, thấy không, chỉ cái nó, tại vì sao cái năng lượng nó quá đầy, giống như mà đèn này mà điện đủ bị bấm một công tắc á, bấm một cái là sáng liền, nó giống như mà bấm một cái tắt thì giống như cái gì, tới giờ ngủ nằm xuống ngủ liền, thấy không, năng lượng đầy đủ mà giống như đèn bấm tắt, còn thức dậy bấm thức. Nên chùa mình họ bình an đến mức mà họ vô chánh điện họ tu á, mà họ còn ngủ được mà à. Hay vậy đó, đừng có nói là ngồi ngủ đứng ngủ luôn mà, nghĩa là cái năng lượng họ nó quá khứ đầy, nên ở đâu họ cũng vô định được. Giống như Liên Đình, nó là năng lượng đầy nhất. Khi nó ăn cơm mà nó nhai cơm mà nó ngủ mà, thì vị biết cỡ nào chưa? Vì cái năng lượng quá đầy nên sức định nó sâu. Khi mà nó ăn cơm mà giống như là sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Năng lượng đầy dữ lắm. Nó bây giờ chùa mình mà quay phim, quý vị coi máy quay mà quay đến người nào là người đó mặt tươi rói.
Còn cái người mà thiếu năng lượng máy quay mà quay đến họ là gì nè? Người ta thì quay bên đây qua mà mặt làm gì nè? Mà thiếu năng lượng, mất sự tự tin, đúng không? Còn mình tự tin, người ta mà quay phim mình cái là tự tin mà. Nó, nên á, ví dụ như mấy cô, ví dụ như mấy cô đi, người ta quay phim đến mình đi. Khi mấy cô làm việc mà người ta quay phim mình thì mấy cô có thể làm được gì? Được. Nhưng khi mấy cô đi kinh hành, mấy cô ngồi nghe pháp thì người ta quay mấy cô cứ ngồi tự nhiên mà cái mặt gì nè, mặt tươi đúng không? Chứ đừng có mà đang ngồi nghe pháp mà tự máy phim, máy phim người ta quay mình cái mình làm nè. Đừng có làm vậy nghe, làm vậy nó không hay. Nhà Đức, tại vì nhà Đức ngồi coi làm phim, nhà Đức biết. Hôm qua bên kia có một chú, ông đắp y cũng ngồi nghe pháp mà cái máy phim quay đến ổng, ổng làm vậy nè. Về mình coi lại mình nói rồi xong rồi đoạn này cắt à, tại không có để được. Sao mà đang ngồi đắp y nghe pháp mà tự nhiên máy phim quay cái tự nhiên? Đừng có làm gì. Không mà mình từ khi là mình đứng mình vui rồi thì mình được làm được gì thì được, không sao, được gì thì được. Không mà con trai là tốt nhất là gì? Chứ con trai đừng có, con trai đừng có gì nghe, con gái thì được. Nhưng mà mấy cô thì được, trong những lúc đó là lúc đang làm việc mà mấy chú quay thì mấy cô làm gì được? Hoặc là được, đúng không? Chứ đừng có mà đang ngồi nghe pháp mà tự nhiên người ta quay phim cái mắc cỡ lắm, kỳ cục còn hơn cái gì. Nhìn vậy đâu mà nó mắc cỡ, nó ngại ngùng. Mà hôm qua mà cái chú kia ta y áo thì đắp ngon lành đeo chuỗi rồi mà tự nhiên tao quay đến làm nè. Học làm viên làm dáng thì sao mà lấy được, hiểu không? Đó mấy chú nào nhà Đức nhắc cho, thấy người trong chùa nhắc kỹ ghê không? Nên những cái bài giảng mà của chúng trong chùa quan trọng, Phật tử nghe cũng lợi ích lớn. Đó, quý vị coi bây giờ người ta coi trực tiếp cái bài giảng này, người ta cũng tích tụ nguồn năng lượng đầy. Tích tụ nguồn năng lượng đầy vì người ta đang ngồi ở đâu đó, người ta đang vui. Giờ này mấy bà đang bấm tim, cho trái tim bấm tim. Nên buổi giảng nhân đức mà khi trực tiếp là tim nó chạy sẹt. Bởi vì tấm lòng mình dành cho người ta bao lao á, nên tim đến với mình cũng nhiều. Mình nhiệt tình với mọi người bằng cả trái chim, hiểu không? Nên từ nơi đó người ta quý mình. Nên quý vị biết rằng là cái sức sống của người tu nó phải mạnh. Mà cái sức sống của người mình nó mạnh đó, cái sự buồn phiền đến với mình nó bị tan mất dễ lắm. Vì sức sống mình mạnh nên sự buồn phiền đến với mình nó sẽ tan mất rất là mạnh. Nó mau, nó tan mất, nó biến mất tiêu. Còn cái con người mình mà buồn, mà cái nỗi buồn nó đến một chút thôi là nó sẽ làm cho mình buồn dữ lắm. Giống như con người đã trúng độc nhiều quá rồi, quý vị bỏ một chút độc vô nữa thôi thì con người này tức khắc nó phát tán liền chứ làm sao. Còn con người mình nó thường nó không bị trúng độc, mình bỏ một chút độc vô ăn thua gì. Giống như nước mình nó quá trong, quý vị bỏ một giọt mực vô nó không đến nỗi đục. Nhưng nếu mà nước mình nó quá đục, bỏ thì miếng mực nó đục ngầu luôn, đúng không? Nên con người phải mỗi ngày sống là cái năng lượng mình phải tràn đầy, sức sống phải tràn đầy. Đây là sự thành công trong cái cuộc đời này. Giữa đời đạo phải cần có nguồn năng lượng. Nên Phật tử phải nhớ rằng cái nguồn năng lượng tích tụ đặc biệt nhất là thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Không có buồn giận ai để trong tâm. Những cái tâm mà hẹp hòi, buồn giận hận trách xóa tan nó đi thì năng lượng mình sẽ tràn đầy. Nên những đức nói rằng chúng trong chùa nên tập. Trên là Hòa Thượng gầy sắp xếp những đức, kế là những đức gầy sắp xếp quý vị. Cứ le ra như vậy đó, để làm chi? Nó thọ mạng mình dài. Chứ nếu như mình tu mà không ai la gầy mình hết, có chừng thọ mạng mình ngắn. Tại vì không ai la gầy mình, mà khi người ta gầy mình cái là bức mình luôn ha. Nên cần phải được sự la gầy nhắc nhở, nói này nói kia. Đừng có sợ oan ức. Mình tu mà muốn sanh cực lạc mà mình nói oan ức là không phải người sanh cực lạc. Người muốn sanh cực lạc không có oan ức. Người ta có nói mình không đúng, mình cũng không có nói là oan ức mình đâu. Đừng có tức tối. Mình không phải như ngoài đời
Ở ngoài đời mà ai mà vu oan giá họa mình là mình về mình tức tối rồi mình dãy dùng, mà nhất là nữ. Tôi đâu có gì đâu. Rồi xong mình nói thôi nín đi nín đi, gì đâu chuyện đâu còn có đó mà em, gì đâu mà em làm gì dữ vậy, tức quá mày. Rồi xong cái vỗ một chút cái nín nín cái làm nè. Xong cái đỡ nằm xuống, nằm xuống mà cứ nằm nằm cho nó chùm mền lên mà cứ làm nè. Rồi bắt đầu tiếp tục khóc, nguyên đêm ngủ không được. Thấy không? Nó, cái này có nghe. Có quý vị? Có. Yeah. À. Nên mình là cái người tu cầu giải thoát, nó không có nói cái câu là mình oan ức. Cái người tu cầu giải thoát không có nói cái câu oan ức trong đây. Nó không có oan ức. Nó đều là có nhân có quả chứ không có oan ức. Nghe chưa? Nó không có oan ức nghe. Thí dụ như Phật tử ngoài đời mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, đừng có nói hai chữ oan ức. Đừng có nói câu rằng là kể công rằng là tôi làm vợ người ta cực khổ, hết lòng hết dạ, bây giờ đối xử với tôi vậy oan ức. Không có. Không có oan ức trong đây. Nhân nào quả nấy, nợ nào thì trả theo nợ nấy à. Oan ức cái gì? Người mà có cảm giác vậy rồi biết bị năng lượng đầy cỡ nào chưa? Rồi mình làm chồng mình có cực khổ gian lao cỡ nào mà vợ mình nó bỏ mình, nó giấu che mình, nó đi ra kiếm thằng khác, không có oan ức chút nào. Đừng có tức tối, tại vì mình cũng đã từng làm việc đó đối với người ta rồi, nên đời này ta đến ta làm việc đó đối với mình. Nếu không có nhân sao có quả? Quý vị ăn trái ớt, quý vị phải suy nghĩ rằng trái ớt này là từ cái hạt ớt trồng ra có trái ớt. Thì nhân là hạt ớt, thành quả là trái ớt. Nên mới nói là trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, nuôi gà thì ăn gà, nuôi vịt thì ăn vịt. Nuôi cái gì thì dính cái nấy à, trồng cái gì thì ăn cái nấy à. Nên trong cuộc đời của người chúng ta đến với cõi đời này, đừng ai nói hai chữ oan. Không có oan ức gì đâu. Nên con người ta thiệt thòi thì lợi ích của thiệt thòi, chịu thiệt thòi thì lợi ích của thiệt thòi. Mà mình sợ oan, sợ thiệt thòi thì mình sẽ bị tác hại. Tác hại gì mình lớn dữ lắm. Quý vị nghe những chỗ này rồi, ô nó sảng phái cõi lòng, nó nhẹ nhàng lương tâm. Thấy không? Thấy không? Đó. Vậy thì con người mà làm được điều này là cái sức sống quý vị nó đặc biệt lắm. Quý vị coi phải vô đây cộng tu phải sức sống đầy đủ không? Nó rõ ràng những đức nhìn những người cộng tu kìa. Mà mấy đứa con nít vô chùa nó gì trời ơi, mấy đứa bé này giờ nó đẹp lắm. Nó vô tu có mấy tầng mà đứa nào nấy nó đẹp, mà các con nhìn các con cũng đẹp rõ ràng. Sáng sủa vui vẻ mà con mắt lại tươi. Ở nhà những đứa thấy hôm nó vô con mắt các con khờ lắm. Mấy đứa nít mới vô chùa mắt khờ câm mà. Mà bữa nay con mắt nó chớp chớp long lanh như bánh xe. Quay như bóng đèn. Thấy chưa? Bữa nay mắt mấy nhỏ long lanh thiệt tình. Bởi vì dễ thương niệm Phật rồi, ngoan, nghe lời dễ thương. Chiều nay mua bánh kem cho ăn. Thấy chưa? Các con thấy người ta vui rồi ngoan là được lợi ích, thấy chưa? Nó còn chúng bữa nay ăn cái cụ mỗi người chết sữa. Sữa gì? Nu chí. Sữa gì mà sữa nu chí. Với thêm cái bánh sulite. Bánh này ăn ngon nó bị té. Vị lá dứa ha, là mỗi cụ nghe. Nè, thấy chưa? Các cụ thấy á. Bởi vì ai mà không thích về chùa mình ở các cụ? Cái này là quá đặc biệt rồi. Quý Phật tử thấy không? Ngày Chủ nhật những đức dành chọn cho quý vị, ngày Chủ nhật hướng dẫn tu, thì dành cho chùa chúng ta ngày thứ ba các cụ trong chùa, ngày thứ hai chùa mới, thứ ba hộ pháp, thứ năm đại tùng lâm. Đó thì các cụ thường trụ được quay phim,
Con cái con tới các cụ, trời ơi nó yên tâm, nó nói mẹ con kìa, bà còn sống. Chú quay bà nào mà không thấy là biết rồi, đã nghi nghi. Điện thoại vô liền hỏi thăm, nó mẹ con còn không thầy. Nó quay kỹ mấy bà già với sau lưng kìa, nguyên một vàng mấy bà cụ ngồi kìa. Mấy bà cụ mình sẽ lăn, còn số Phật tử ngồi phía sau. Nhớ máy quay phim quay phía sau đồ kỹ các cụ nghe. Bà Văn đồ quay bà nghe. Mấy bà cụ bà biết quay phim lắm á. Ôi mấy bà cụ chùa mình bà sáng lắm. Máy quay phim mà quay đến bà là bà chắp tay liền à. Không, đúng là cái người niệm Phật có khác nha quý vị. Máy quay phim quay bà là bà chắp tay lên, bà làm duyên làm dáng rồi. Răng mà rụng hết thì bà bậm môi lại rồi bà cười mím mím. Có bà cụ già chín mấy tuổi mà máy quay phim quay bà làm nè. Ôi ôi ngộ ghê mà nói không nhận già mà sao kinh đi chợ. Máy quay phim quay bà kéo làm nè. Còn có lần bà làm nè. Ngộ ghê á. Đúng là cái người niệm Phật có khác quý vị. Niệm Phật họ đặc biệt sao, cái sức sống họ nó mạnh sao á. Nên quý vị coi cái bà cụ mà ngủ đi mà cái miệng bị méo đâu, niệm Phật hết trơn. Thấy rõ ràng chưa? Hết trơn luôn. Còn cái bà mà chín mấy tuổi gãy tay mà không cần thuốc gì mà lành luôn. Thấy cái này, cái điều này mình phải tin 100% luôn. Thấy chưa? Đó. Nên Phật tử mà nghe gì rồi cái tâm hừng hực à. Còn người trong chùa tuyệt đối nghe, không có buồn giận hay để trong tâm nghe không? Nhớ. Sống những ngày tháng vui vẻ đi, cười cho nhiều lên. Chứ đừng có mà sầu âu sầu chi. Bây giờ cái mặt gì với cái mặt gì, chọn mặt nào? Cái mặt gì? Coi cái mặt. Hoặc là ai mà đi chọn với cái mặt thấy gớm đó, đúng không? Nó mỗi ngày cỡ nào đi chăng nữa cái mặt cũng cho nó đẹp là có phước à, hiểu không? Chứ đừng có, hiểu không? Đừng có vậy nghe. Nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng ai cũng an lạc, ai cũng tín nguyện niệm Phật cả đời không có thối tâm. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ.